Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chess ở trên kênh Game Today. Trong cái clip ngày hôm nay thì tôi sẽ chơi cái bộ Kira theo yêu cầu của anh em Kenshin. Hôm qua tôi có nhớ là anh em Kenshin có comment là tôi chơi cái bộ Kira cho anh em, nhưng mà hôm nay ấy, khi mà tôi vào trong YouTube tôi tìm lại cái comment thì tôi không thấy nữa. Không biết là có phải là do anh em Kenshin anh em xóa đi rồi không. Đấy. Nhưng mà tôi chắc là có thể là do là anh em hơi ngại. Bởi vì anh em biết là đợt này tôi cũng bận, nên là anh em ngại, anh em không có yêu cầu, thì anh em xóa đi. Đấy, có thể là như thế. Hoặc là cũng rất có thể là đó là ở trong giấc mơ của tôi ngày hôm qua. Khi mà tôi mơ thấy anh em Kenshin yêu cầu, nhưng mà nó không phải là sự thật. Có thể là như thế. Nhưng mà không sao. Hôm nay chúng ta sẽ hiện thực hóa cái giấc mơ ngày hôm qua của tôi. Đấy là chơi bộ kết hợp với Kira theo cầu của anh em Kenshin. Và món đồ Kira là cái món đồ mới, và tôi thực sự là tôi cũng rất muốn chơi. Đấy, để xem là nó mạnh đến như nào. Mặc dù là theo lý thuyết ấy, thì món đồ Kira nó bây giờ hiện tại nó đang không được ok cho lắm. Nếu mà ok ấy, thì nó sẽ phải giống như Dota Auto Chess nhá anh em nhá. Cái này tôi đã chia sẻ cho anh em rồi ở những cái clip trước rồi, nhưng mà tôi cũng xin được nhắc lại. Dota Auto Chess hiện tại cái món đồ Kira nó rất hay ở cái chỗ là nếu mà kết hợp với cả Insectoid ấy, thì những cái con Kira khi mà vào trong game hiến tế những cái con một sao Kira vào phát ăn thịt luôn. Đấy, ăn thịt luôn, vừa có đam cho Kira, lại coi như là hiến tế và ra được những cái con 3 sao. Đấy, cực kỳ là mạnh luôn. Và trong ở cái thời điểm hiện tại, Dota Auto Chess thì nói là như thế, còn Auto Chess Mobile thì nó không như thế. Đấy, thế nên là cũng có một cái lạ là tại sao nó lại không như thế. Không biết là có phải là đấy là lỗi không, hay nó là tính năng thì tôi không biết, nhưng mà có thể là tương lai nó sẽ là như thế. Đấy. Cái này thì cái trò này nói thật với anh em là nó cũng giống như là Dota thôi, tức là một thời gian sau thì nó sẽ giống. Có thể lúc đầu nó chưa giống. Đấy, bởi vì lúc đầu nó sẽ là cái bản update trước của Dota. Rồi sau này nó sẽ giống. Hoặc là có thể là nó giống rồi nhưng mà tôi không biết, bởi vì cái hồi mà tôi chơi tôi test thử cái bộ Insectoid kẹp Kira ấy là cái bản trước, cái bản update mới nhất gần đây này. Đấy, tức là sau cái update đấy là tôi vẫn chưa chơi lại nha anh em nhá. Đấy, tôi cũng chưa dám khẳng định là họ đã fix cái lỗi đấy chưa. Đấy, chưa dám khẳng định. Thì thôi, thì anh em nào mà ví dụ như là 1-2 ngày gần đây mà anh em có chơi cái bộ Insectoid kẹp Kira rồi, thì anh em có thể là anh em để lại dưới phần comment confirm lại cho tôi cùng với các anh em khác. Đấy, để làm sáng tỏ cái việc là liệu rằng Kira kết hợp với Insectoid khi mà hiến tế những cái con 1 sao thì liệu rằng có gọi ra được 3 sao không, hay là coi như là biến mất luôn. Đấy, mà cái kiểu là nó tịt luôn ấy. Tức là hôm trước nhá, là tôi kể lại cho anh em này. Hôm trước ấy, khi mà đọc cái update thì thì cũng thấy là có vẻ như là cái bộ Insectoid kẹp với cả Kira là cực kỳ mạnh luôn. Khi mà có cái hiệu ứng là khi vào chúng ta hiến tế là hiến tế chết luôn. Đấy, và có thể là gọi ra được những cái con 3 sao được ở trong bộ Insect. Cái hay ở cái chỗ kết hợp Insect với cả Kira là như nào, là bình thường ấy là những cái con Insectoid hiến tế ấy, là nó là những cái con 1 sao và chúng ta phải dâng lên ở cái hàng đầu tiên để cho nó chết sớm, đúng không? Thì bây giờ chúng ta không cần dâng lên ở hàng đầu tiên nữa, mà thậm chí chúng ta có thể để nó ở cái dưới cái hàng dưới cùng. Nó rất là hay luôn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là khi mà chúng ta để nó ở dưới cái hàng dưới cùng ấy, thì nó sẽ có một câu chuyện là như này. Xung quanh cái con Kira nó sẽ giết chết những con 1 sao luôn. Đấy, và nó sẽ biến xung quanh những cái con Kira là những cái con 3 sao. Kèm theo đấy là tôi sẽ dâng những cái con mà 2 sao lên phía trên. Đấy, những cái con mà không phải hiến tế thì lại để lên trên. Để làm sao? Để khi mà nó coi như là nó chịu cái sức tấn công ấy, chứ sức sát thương ấy, là sẽ chịu đầu tiên. Để khi mà những cái con 1 sao nó chết thì nó ra 3 sao. Và những cái con 2 sao nó cũng sẽ chết luôn. Để nó biến tiếp ra những con 3 sao. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Đó, nó rất là hay luôn. Nếu mà đúng cái công thức là như thế nhá anh em nhá, thì nó cực kỳ khỏe luôn đấy. Nhưng mà rất tiếc nó lại không như thế. Đấy là trước đây nhá, còn bây giờ không biết. À, ra Berserker này. Ra Berserker, ra cả Kunkka. Hai con này cũng chơi được.
Có lẽ là sẽ mua hai con Warrior này. Tôi nghĩ là cho Warrior vào thay tạm cho Assassin khi mà Assassin chưa lên được 2 sao. Thì rõ ràng là cái bọn này nó ngon hơn. Nhưng mà từ từ đã. Lao sao. Ok, round này thì khả năng là tôi sẽ vẫn thắng thôi. Lao sao sẽ cho con Kunka vào. Kunka là Berserker thì bây giờ nếu mà bỏ ra thì tôi nghĩ là thế này thì thôi, ba Assassin vẫn ngon hơn. Thế thôi, bỏ con Kunka vào thôi, còn Berserker thôi. Với căn bản là nếu mà con ốc không lên được 2 sao cơ thì tôi mới cho Berserker vào. Bây giờ để ốc kẹp với cái ba Assassin vẫn khỏe hơn. Gặp thằng top 1 chưa nhỉ? Gặp rồi. Chán đấy nhở. Không có cơ hội cắt chuỗi thì chỉ có cầu trời khấn Phật cho nó giữ được cái chuỗi này thôi. Sau ra 11 thì chúng ta gặp lại là ok nhất. Không biết là nó có trụ nổi cái thằng Saman kia không. Trông có vẻ như là gặp Saman thì mất bố chuỗi mất. Gặp chưa nhở? Thằng này ra già rồi này, ra già sớm ấy nhở. Ra già, ra human sớm, ra già sớm. Ok, round này khả năng là tôi sẽ bán một cái con orc đi. Bởi vì round này nó quái nên chúng ta sẽ không có giành được cái chiến thắng ở round này đâu. Nếu mà chúng ta bán một con orc đi thì chúng ta sẽ có 10 tiền. Cái con Berserker tôi nghĩ là giữ lại đánh ở level 7 anh em ạ. Trong cái trường hợp mà không ra được cái con Aquaman ấy. Bây giờ cần Aquaman hơn. Bởi vì những cái thằng mạnh nhất nó đang là những cái thằng mà nó đang tung những cái kỹ năng rất là mạnh. Tôi cần cái kháng kỹ năng. Đấy. Berserker thì có thể là khi mà chúng ta gặp hết những cái thằng mà tung trưởng thì chúng ta sẽ kẹp Berserker vào. Saman to ấy. Ây à. Trần Mỹ Hoàn à. To nha. Ơ mất chuỗi rồi. Ơ kia mất chuỗi rồi. Ui giời ơi, chán thế. Sao lại mất chuỗi bạn ơi. Chán thật sự. Ok, đây rồi con Aquaman đây rồi. Vậy gai à. Gai, ok. Aquaman đánh ở level 7. Tôi nghĩ là con Aquaman đấy. Chỉ còn Berserker thì nó chỉ phù hợp đánh với cả những cái bộ mà kiểu Hunter các thứ thì con Berserker lại mạnh. Chứ còn chơi với những cái bộ bắn trưởng con này nó không mạnh đâu. Thôi, lần nào lên 7 cũng kẹp Aquaman rồi anh em ạ. Rồi, thì tôi chưa up cấp vội bởi vì round này chúng ta gặp cái thằng Eco. Nhưng không có cấp anh em nhá. Đấy, rồi, thắng thì tôi bán cái con này đi. Là tôi sẽ đủ mua con Aquaman mà chúng ta có 20 tiền nữa. Sau cái round này tôi sẽ lên 7 và tôi sẽ kẹp thêm Aquaman vào. Chúng ta có 3 Warrior. 3 Warrior tăng cơ phía trên này kẹp với 2 beat. Sau đó lại kẹp với cả 3 Assassin nữa. Khá là ok. Rồi. Lúc đầu tôi định mua những cái con orc ấy để làm gì, để nếu mà ra được cái con Velomancer thì chúng ta có Bukira luôn. Nhưng mà thôi, cái con đấy thì chúng ta cũng có thể tìm được dễ mà. Bây giờ nó có sẵn rồi, chúng ta không phải pick ở cái kho tướng mở rộng nữa. Nên con đấy nó cũng dễ ra thôi. Trừ khi chúng ta up lên level cao quá, ví dụ level 9, level 10 thì khó ra. Chứ còn ở những cái level thấp như này thì con đấy nó cũng không có khó ra đâu. Rất dễ để tìm một cái con orc cho vào. Lại gặp lại thằng này. Nhưng mà thằng này yếu mà. Thằng này có cái gì đâu. Tầm này thì vẫn chỉ toàn 1 sao. Tôi kẹp cá mà tôi vẫn ăn được. Và bây giờ
chắc là tôi cũng sẽ phải giữ cái bọn cá này lâu lâu ấy. Mấy cái thằng đang ở trên top ấy là chủ yếu là những cái đồ bắn trưởng thôi, những cái đội hình line up bắn trưởng, nên tôi sẽ giữ cá. Trận này vẫn còn phải beat kẹp với cả 4 cá ấy. Đánh ở level 10 thì kẹp thêm được Kira. Là chơi 4 beat 4 cá đánh ở level 10. Đấy là chúng ta sẽ có thêm Glock nữa. Cái bộ đấy thì nếu mà chơi thì chúng ta sẽ bỏ hết những cái con siêu đẻ nha anh em nhá. Sẽ không chơi siêu đẻ mà chơi Kira kẹp Assassin luôn. Đấy, trận này thì chúng ta có rất nhiều con có thể là dồn đồ đánh tay được. Chúng ta sẽ không lấy những cái đồ siêu đẻ, những cái đồ summon gọi đệ, mà chúng ta sẽ lấy những cái món đồ chủ yếu là đồ đam để chơi. Đấy, hiện tại tôi cũng đang có chuỗi rồi, rất là tuyệt vời. Hy vọng là sẽ giữ được cái chuỗi này lâu, bởi vì cũng có rất nhiều người đang xả tiền rất là mạnh. Đây rồi, lại một cái thằng nữa là có khả năng tung trưởng ở đây. Tuy nhiên là tôi kẹp cá, tôi vẫn đang kẹp cá. Và những cái trưởng của bọn này thì nó sẽ bị giảm đi là 30%. Ok. Trận này thì chơi beat thì chúng ta sẽ có Ngộ Không và chúng ta sẽ có Sai Linh Assassin. Đó là những cái con có thể sử dụng làm con co chính được. Ngoài ra chúng ta có thể lấy được cái con cáo. Con cáo cũng là một trong những con có thể làm co chính. Trận này thì sẽ không có chơi gấu làm co chính. Đấy. Con gấu 4 đô, tôi sẽ không lấy sách, tôi sẽ không lấy những cái món đồ gọi đệ. Vừa có thằng sang soi nhá. Ây à, càng lái. Trên này còn có các Assassin này. À có Hunter này. Cái bộ beat hơi sợ Hunter nhá. Nếu không muốn nói là khá là sợ. Beat là khá là sợ Hunter đó. Nhưng mà nếu mà gặp Hunter thì late game tôi sẽ chuyển về Assassin Kira. Yên tâm. Không sao, trận này chuyển Assassin nó full mode thôi. Từ beat sang Assassin thì nó chỉ có thêm 3 slot thôi mà. Thay đổi 3 slot thôi. Rất dễ để chuyển. Trong cái bộ beat nó đã có sẵn 3 con Assassin tôi chơi sẵn rồi. Trần Mỹ Hoàn vừa sang soi đó. Trần Mỹ Hoàn tiền khá là nhiều. Chơi bộ Saman. Tầm này tôi nghĩ là nếu mà tôi gặp thì tôi sẽ mất chuỗi thôi anh em ạ. Mặc dù là tôi đang có cái chuỗi nhiều hơn là chuỗi cộng 7 so với đối thủ là chuỗi cộng 5. Tuy nhiên là với cái đội hình, với sức mạnh đội hình thì tôi chắc chắn là tôi gặp là tôi thua. Đấy, mà bây giờ kể cả là lên được là 6 bit thì cũng chưa chắc là ăn được đâu. Đó, 4 Saman nó rất mạnh. 4 Saman là cái tầm này là mạnh lắm. Cái tầm này thì thôi, chấp nhận là mất chuỗi thôi, chứ còn cũng không thể xả được. Cái line up nó đánh ở level 10. Đấy, chí ít là level 9. Thế nên là không thể xả láo ở đâu. Nó khác với cái bộ siêu đẻ thần giáo ấy anh em ạ. Vẫn là beat nhưng mà nó khác cái kiểu chơi, nó khác lối chơi. Một cái bộ thì đánh ở level thấp, một cái bộ đánh ở level cao. Đấy, cái kiểu chơi nó khác nhau mặc dù là cùng một cái line up là line up beat. Đây rồi. Kira rồi này. Tuy nhiên là vẫn chưa có con Kira để nhét vào. Khó đấy. Tầm này lên 8 thì kẹp được 2 Warlock. Lên 8 kẹp được 2 Warlock vào nhưng mà chúng ta sẽ phải bỏ một con. Một con 2 sao ra. Hay thôi bỏ cái con này đi. Ok. Chả cần 3 Assassin nữa. Ốc đánh chay vậy. Shadow Crawler cho vào được 3 Assassin nhưng mà tôi nghĩ là như này mạnh hơn đấy. Trận này liệu rằng là sẽ có Witcher không nhỉ? Beat thì cũng không sợ Witcher nào đâu. Cũng chơi được. Vô tư. Trận này nhá, mà muốn ăn được cái chuôi của thằng kia thì phải dí lên 9. Mà dí lên 9 thì khả năng là khó đấy. Thay vì dí lên 9 thì roll mấy cái vậy. Kiếm Kira anh em ạ. Có đồ không được dùng mà thua đấy. Đây rồi. Này được không?
Này đi. Này ăn một phát 4 con đúng không? Hơi nhiều. Ôi dồi. Mẹ. Xả tiền phát mất chuỗi luôn. Gặp ngay thằng Beat. Xong rồi ra được cái combo mà Light Spirit kẹp với cả con cầu đá thì tôi chịu. Đấy, đâu có mạnh nào đâu. Rất yếu. Đây rồi. Cái bộ Beat nó mạnh hơn những cái lineup khác ở cái chỗ là nó có thể đè người. Nó có thể lấy thịt đè người. Thì bây giờ chúng ta lại chơi cái kiểu là chúng ta tự hủy, chúng ta ăn hết cả những cái con Beat. Khi mà sau khi ăn là chúng ta còn có 4 con thôi anh em ạ. 4 con mà trong đấy nó toàn có 1 sao. Thế nên là tôi cũng đã có những cái đánh giá ngay từ những cái video clip trước rồi. Đấy là chơi Beat mà kẹp Kira tôi thấy nó không phù hợp lắm. Nó không hợp lắm đâu. Thay vì đấy nó là một quyển sách và một cái giáp thép thì tôi nghĩ là còn ngon hơn nhiều. Chơi Beat này. Cái gì đấy? Saman, mạnh quá nhở. Tôi lúc đầu tôi tưởng là Assassin súng ấy anh em ạ. Tự nhiên ra thấy con cáo này. Sao con súng 3 sao, tôi tưởng Assassin súng lên được súng 3 sao tôi hết hồn. Nhưng mà không phải, may quá. Nó chỉ là cái bộ Saman thôi. Cũng may là chúng ta không mất chuỗi cho cái thằng Saman. Chưa gặp thì cũng thua thôi mà. Không ăn được. Hiện tại là vẫn chưa có một con sói nào đen nhỉ. Chưa ra một con sói nào từ đầu đến giờ. Sói và một con cáo. Thậm chí là một con dài cá cũng chưa thấy ra. Trong khi đấy trận này tôi đã thấy có thằng nhá, nó cũng chơi Beat cùng với chúng ta đấy. Có thằng chơi cùng lineup. Ui rồi ui, cái thằng này anh em ơi, nó ra 4 gấu rồi. Lại cái bộ này. Lại là Meteorite. Ok. 4 Meteorite. Lên được level 8. 4 Meteorite đánh được level 10 cơ. Mới mạnh. Level 8 không ăn thua. Nếu mà chúng ta kẹp con này vào thì sao? Ok. Cũng được đấy chứ nhỉ. Có thêm một cái cọc sẽ có thời gian để đấm. Chứ còn nếu mà không có cọc thì toang ngay anh em ạ. Không có cọc thì toang ngay. Có cọc này sẽ có thời gian, thêm được một chút thời gian để con ốc nó có thể đấm được mấy phát. Đấy, con ốc nó thịt được 4 con thì đam nó sẽ là khá là to. Nhưng mà trong trận này tôi sẽ không chơi con ốc làm co đâu. Tôi cũng sẽ up cấp lên sớm thôi. Hướng tới cái mục tiêu là chơi Ngộ Không và chơi Sailing Assassin. Chứ còn không chơi ốc. Chơi cái bộ này cứ phải lên 9 nhưng nó gọi là ổn áp. Yên tâm, chứ còn đánh ở level 8 thì toang lắm. Đây rồi, đủ 6 bit rồi này. 6 bit level 9. Nếu mà ra được cái con cáo thì nó sẽ là 3 Assassin kẹp với 6 bit đánh ở level 9. Đấy, 6 Assassin kẹp với cả 3 Assassin kẹp với cả 6 bit kẹp với cả Kira đánh ở level 9 là vẫn đủ luôn. Lên level 10 là kẹp cọc. Ok. Giáp thép à. Bây giờ rèn vẫn đang thiếu đồ, chưa rèn được. Rèn chỉ rèn đồ xanh dương thôi. Bây giờ rèn đồ xanh dương thôi. Kiếm 5 món. Mà bây giờ chưa đủ 5 món anh em ạ, thiếu 1 món. Thôi, cứ để đấy đã. Máu Echo này, được. Lấy món này cho con gấu. Gấu lên được 2 sao. Lấy cái món máu Echo này cho con gấu cho thêm tí tăng cơ tí anh em ạ. Máu con gấu con nó sẽ nhiều hơn. Bây giờ cái bộ này vào phát là mất 4 con nên là thiếu nhiều cái những cái con mà cô kéo thời gian lắm. Cần phải có những cái con mà nó có đủ thời gian nhây để con ốc nó tích được cái stack, cái hút tốc ấy.
được không? Lên level 9 này là chúng ta còn 5 con nếu mà chúng ta dùng đồ kia. Và phát là sẽ còn 5 con, 5 sẽ đánh với 10. 5 con mà còn 1 sao ấy chứ. Đấy. 5 con 2 sao với hay là 3 sao thì nó khác. Đây là 5 sao, 5 con toàn 1 sao. Lại gặp lại nhà beat này. Ăn nổi không? Nó có cái combo gấu đá với cả con line split ấy. Vẫn thua rồi, không thể ăn được. Không được anh em ạ, tôi thấy nó yếu hơn cái bộ beat bình thường ấy. Để như này đam thì đúng là to thật đấy, nhưng mà không ăn thua. Ra cả ngộ không rồi. Ok, ngộ không thay con này. Bây giờ chắc dồn đồ cho ngộ không rồi nhỉ. Tầm này dồn đồ ngộ không có khi ngon hơn ốc ạ. Ngộ không này máu nhiều hơn này. Kẹp cọc vào luôn. Chỉ còn con ốc này khả năng là sẽ không dùng. Không có trọng dụng đâu. Có giữ lại để kẹp với cá lết game để đánh với cái nhà mết thì kẹp thôi. Chứ còn tôi nghĩ là ốc này nó sẽ không có cái tác dụng gì nhiều. Hunter này. Cái gì kìa? Ôi, level 20 gặp idol tuần cơm à? Đấy là idol tuần cơm, còn tôi chỉ tuần cơm thôi. Tuần cơm thì level nào mà chả gặp được. đây là cái cơ hội mà chúng ta có thể lên được cái con cũng không lên được 2 sao sớm. Thực ra là cũng chả sớm nữa, cái tầm này nó cũng không sớm. Bây giờ ra ngộ không rồi tôi sẽ đập cái quả trứng này luôn. Nhưng mà ngon nhất ý, thì tôi nghĩ là cái con Sailing. Chứ còn ngộ không này trông hơi đủ. Ngộ không gõ tay hơi đủ anh em ạ. Sailing bay nhảy nó ngon hơn cái con này. Ngoài ra nó cũng chiến nó cũng kiểu sát thương diện rộng nó cũng hay hơn. Con ngộ không này nhiều khi là nó cũng hơi tù, dính khống chế là chết. Chúng ta gặp cái bộ gì đây? God, nhưng mà không biết là God gì. God mết hay là God. Ui, lại ra ốc này. Ốc 3 sao. Vậy là cái câu chuyện là có thể con ốc này nó sẽ lên 3 sao. Tuy nhiên cái quả trứng này tôi vẫn sẽ không đập cho con ốc anh em nhá. Biết đâu đấy nó là ốc lừa. Chúng ta vẫn còn thiếu 3 con nữa cơ. Và tôi cũng sẽ không đập cho con ốc đâu. Quả trứng này tôi quyết tâm tôi giữ lại để tôi đập trứng cho con Sailing. Có Sailing nó mới là chân lý thôi anh em ạ. Chỉ có một là Sailing, hai là ngộ không thôi. Tầm này không có ốc yếc gì hết. Ốc nếu mà nó muốn lên được 3 sao thì nó tự ra cho tôi đâu. Sau round này tôi sẽ có một món nữa và tôi sẽ rèn hết những cái món đồ xám này để tôi kiếm một cái món đồ xanh dương. Cái máu echo tôi nghĩ tôi sẽ giữ lại. Máu echo giữ lại cho gấu. Một cái món đồ rẻ tiền nhưng mà nó cũng khá tác dụng đấy. Nhiều công năng. Ok. Trận này vớ vẩn lại phải lấy cái dao lội chiến ấy. Bởi vì trận này tôi thấy có beat anh em ạ. Lấy dao lội chiến đánh với beat à. Bốn nhà beat chắc chắn là như thế rồi. Bốn nhà chơi beat ạ. Vãi đái, bây giờ mới để ý luôn. Thế thì thôi, đây. Sẵn sàng là đầu tư một cái dao lội chiến với các bạn. Rồi, tôi rèn luôn. Lấy cái món đồ tím. Trong cái món đồ tím thì nó cũng sẽ có cái quyển sách. Mà chơi beat thì lấy sách cũng ok luôn. Ok. À, gợi như ý à. Rồi. Rô thôi. Trên này chỉ có sách lấy thôi anh em ạ. Rô thôi. Không chơi co gấu đâu. Không chơi co gấu đâu nhá. Lấy đồ Kira rồi. Nếu mà chơi co là gấu tôi cũng sẽ không lấy đồ Kira. Bây giờ lấy đồ Kira một món đồ xanh dương rất là lãng phí tài nguyên. Nó phải có cái hiệu quả của nó. Chúng ta sẽ phải dồn đồ cho những con có sức mạnh tấn công. Phải là đam chính. Chơi bằng co là gây đam chứ không chơi bằng co siêu đẻ. Meteorite này ra cả ngộ không luôn ạ.
Vãi đái, thằng này vớ vẩn, bây giờ chuẩn bị dí lên 10 này. Hai tia này chắc là không rèn đâu. Hai tia này để dành cho xe linh. Tí nữa ra xe linh thì tôi cũng sẽ chuyển cái đồ cho con xe linh thôi. Chứ con Ngộ Không ở trong cái bộ này nó cũng không uy tín lắm. Tất nhiên là có thể kẹp 4 Metalit vào trong cái bộ beat này thì con Ngộ Không nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là Ngộ Không nó phù hợp với những cái bộ Metalit hơn. Ui dồi ôi, xe linh Assassin 2 sao, tên Tsunami ạ. Vãi đái. Tsunami combo với Light Spirit kẹp với cá ra Sailing Assassin 2 sao. Thế đỡ đéo được. Chịu à? Biết thì to quá. Cáo 2. Lên được level 10 nữa. Căng thật sự. Thằng ở dưới đuối hơn một chút. Gặp thằng này chắc ăn. Thằng này yếu hơn so với những cái thằng còn lại. Chơi beat cùng là chơi beat ấy. Trở lại tranh nhau chơi beat. Không hiểu cái gì. Cái bộ beat đâu có mạnh lắm đâu mà tranh nhau đấy nhở. Sao tưởng là Witcher mà. Witcher đâu meta sao không ai chơi. Ờ. Trở lại không ai chơi Witcher luôn. Điều thật sự. Cáo này. Con này cũng được. À đây rồi, ui rồi ôi. À ui rồi, đây rồi. Ôi, từ từ nha, giải tán con gì đây. Con này từ từ đã. Thôi, giải tán ốc luôn. Này đủ slot chưa? Cũng thiếu. Cái này là vứt được con Tuka đi, đam nó bé đi rồi. Tsunami này, con này cũng phải chơi. Tsunami là phải có nhá. Ok, Ngộ Không bớ kìa. Gặp Saman. Saman Metalit à. Lên được level 10 rồi, căng thế. Nhưng mà con Ngộ Không của tôi là uy tín anh em ơi. Ui rồi, Ngộ Không Kira đam to phết nhờ anh em nhờ. Được đấy. Trước khi lên 10 tôi nghĩ là tôi sẽ phải roll form mấy con Illicorn lên 3 sao cái đã. Illicorn bây giờ mà lên 10 không ra nổi đâu. Đây rồi. Ui rồi ui. Được quá nhờ. Thế thì thôi. Đây rồi. Sailing Assassin 2 sao đây rồi còn gì nữa. Ok. Chắc là đọc chứng cho con này thôi. Xuống đôi cho nó. Như này đi. Ok thế này đi. Lóc lại. Giờ mấy con gấu với cả con unicorn lên 3 sao đã anh em ạ. Chưa lên 10 được đâu. Từ từ đã. Vớ vẩn ăn này. Ơi giời ơi, còn một máu ăn ạ, không mất chuỗi luôn. Xa linh gánh phết ấy. Rồi, xe roll. Kiếm con unicorn 3 sao. Đây rồi. Thế mà con gấu không lên 3 sao luôn đi. Chán đời. Nói chung là cái tầm này vẫn chưa lên được 10 đâu. Lên 10 thì kẹp gì? Kẹp 3 assassin vào đó. Vậy là chỉ còn một nhà beat thôi. Nó cũng có một con Sailing Assassin 2 sao. Cũng có Tesu. Ai sẽ là cái người mạnh hơn? Thằng kia nó có cũng có Kira. Nhưng mà được cái là tôi nhiều máu. Tôi có thua thì tôi cũng không sao hết. Ok. Bình minh. Tôi nghĩ là sẽ là cái búa bình minh này thôi. Solo. Chơi beat là solo beat. Chơi búa bình minh ngon.
Phải có cái búa bình minh này thì mới dọa bọn nó không dám kê bất cứ một cái con gì ở trước mặt cái con cò của tôi anh em ạ. Búa bình minh này ok đấy. Bây giờ tôi sẽ đổi một cái món nữa anh em nhá. Cái món tiếp theo tôi nghĩ là tôi sẽ đổi là cái món cam, chứ còn bây giờ món tím nó không quan trọng lắm anh em ạ. Tiếp theo nó sẽ phải là một cái món cam. Rồi cái tuần này tôi sẽ tích tiền thôi. Chúng ta tích tiền lên 10 nha anh em nhá. Hiện tại là 3 assassin rồi. Lên 10 kẹp thêm con tia su nữa. Trong cái trường hợp mà đánh với những cái nhà mà đánh gần thì ở đây có cọc sẵn rồi. Đã có những cái sự chuẩn bị trước. Nhưng mà thực ra là nếu mà chơi assassin sailing này làm co thì cũng không ngán cái cọc đâu. Đối thủ có cọc thì cũng chả sợ. Hoặc là mình có cọc thì đối thủ cũng không sợ. Toán những con đánh tay dài mà. Đấy rồi. Ai sẽ là người chiến thắng? Ây à, vậy đau phết đấy. Cả hai có Kira. Nhưng mà tôi là cái người chiến thắng anh em ạ. Quá tuyệt vời. Cái thằng Hàn Quốc chết đi, chết sớm đi. Chết sớm, vứt sang cái đồ sang đây. Đổi lần này sẽ là đổi đồ cam thôi, chứ không không đổi đồ tím đâu. Đổi đồ tím phí lắm. Bây giờ đổi đồ cam ấy thì tí tôi dự định là sẽ có một cái thằng nữa nó chết, cái thằng Beat nữa chết thì chúng ta sẽ vứt bớt cái thanh dao lợi chiến đi, không cần dùng cái đấy nữa. Dao lợi chiến chỉ phù hợp với cả cái môi trường mà nhiều Beat thôi, chứ còn cái tầm này bây giờ còn một thằng Beat sắp chết ở nơi rồi. Ok. Hy vọng là nó sẽ chết sớm. Tôi nghĩ là nó sẽ chết sớm đâu. Gặp Saman thì cũng không trụ nữa đâu. Ok. Còn tôi bây giờ đang có chuối cộng 8. Một thằng nữa ra đi. Metalalith là gặp tôi là đi đấy. Bây giờ là chúng ta còn cái nhà Saman đúng không? Saman, 6 Saman rồi. Và cái nhà Beat cũng có Sailing Assassin 2 sao. Ok. Việc bây giờ là kiếm con Tetsu 2 sao và con Ngũ Không 2 sao thôi. Con cáo bây giờ nó có hay không có thì bây giờ nó cũng không quan trọng nữa rồi anh em ạ. Tầm này bây giờ là con Sailing 2 sao là gánh hết. Chỉ cầu trời khấn Phật cho cái thằng Saman nó biến ngu thôi. Biến xấu một cái là chúng ta đấm nó sấp mặt luôn đấy. Biến đẹp thì chúng ta có thể thua, nhưng mà biến xấu thì nó sấp mặt với tôi. Đấy rồi, gặp Saman rồi. Đủ hết toàn bộ đội hình luôn ạ. Vãi đài. Liệu rằng có thể ăn được không? Sai linh đàm rất to. Clear rất nhanh. Mặc dù đối thủ cũng có sự chuẩn bị đấy. Đồ đạc các thứ cũng khá là tươm tất gặp tôi. Hiện tại tôi vẫn đang thắng thằng Hàn Quốc anh em ạ. Hàn Quốc vẫn thua tôi. Giờ tôi sẽ giữ lại một đao này. Chưa rèn cái dao vội nha anh em nhá. Dao này mà kết liễu được cái thằng Hàn Quốc kia thì chúng ta sẽ rèn luôn cái dao đội chiến luôn. Đấy, nó đang sang soi tôi đây này. Đấy, sang soi tôi đã không biết làm gì. Sợ thật sự. Sang bên này. Cứ di chuyển thì con co được mà. Ngại gì đâu. Sang soi thoải mái luôn. Đây rồi. Sailing Assassin. Ui, nó có cái combo anh em ạ. Nó có cái combo. Nhưng mà tôi có hai cái stun. Đi luôn. Này thì Sailing 2 sao với chúng tôi. Bạn chết, bạn mang Sailing sang đây à? Được đấy. Rồi, bây giờ cái dao lội chiến này chúng ta có thể vứt đi rồi. Vứt đi thì bây giờ lấy đồ cam luôn à? Từ từ đã. Để xem như nào.
Thằng kia chơi Shaman và nó đang dồn đồ cho con Doom. Tuy nhiên là cái con Doom đấy nó kết hợp với cả Wizard thì nó đang bị mất cái Demon. Thế là nó cũng sẽ đập, nó cũng không đau đâu. Với con Sailing Assassin tối thượng như này, tôi nghĩ là tôi sẽ nuôi cái con này lên 3 sao anh em nhé. Một con 5 đô mà nó lên được 3 sao thì chắc là trò chơi kết thúc. 5 đô 3 sao là nó ăn được cái con gấu bố đấy anh em ạ. Cái con này mà nó ăn được con gấu bố đam cực kỳ to luôn. Rồi, lại ra cái giáp thép nữa. Đen nhỉ. Ui rồi. BKB à? Hay là áo giáp trừ tà? Giáp trừ tà này chơi Shaman ngon nhá. Rồi, lấy giáp trừ tà anh em ạ. Chơi với Shaman là phải chống cái việc bị hóa vịt đầu game. Chứ còn co chính mà bị hóa thì toàn. Rồi, lấy thêm một cái món đồ cam nữa nè. Cướp điền, tôi nghĩ là cướp điền nó là một sự chọn sáng suốt đấy. Chúng ta có crit rồi, chúng ta tăng cái khả năng tỷ lệ crit lên. Rồi. Vẫn hiến tế 4 con thôi, 4 con sẽ chết để tăng đam cho con Sailing. Sailing Assassin vừa được tăng đam lại vừa được tăng máu luôn. Ngộ không 2. Liệu rằng có phải là ngộ không 2? Lật kèo đây này anh em này. Ui ui anh em nhìn con Sailing Assassin bị đùm kìa. Vãi cứt 28k đam trong vòng là chưa đầy 10 giây. 30k đam trong vòng 10 giây anh em ạ. Vãi đài. Ui kìa. Vớ vẩn lại lên được cái con Sailing lên được 3 sao ấy chứ. Thật đấy. Không đùa đâu. Mới lo mang sơ thôi. Mà về làm sơ chắc là tôi không nuôi lên 3 sao đâu anh em ạ. Thế thôi, cần lên 2 sao đủ rồi. Đau phết đấy. Anh em nhìn nó vả kìa. Con Sailing nhá mà nó không mất máu. Anh em có để ý không? Cái lượng đam của nó to và nó đánh là nó hút máu. Nên là nó cũng chả mất máu luôn. Chưa tính đến những cái cú crit nữa. Rồi, roll tiếp rồi. Rào chắc rào cuối rồi anh em ạ. Không lên được Sailing Assassin rồi. Mặc dù là bây giờ là cũng ra được tới tận 3 con đấy. Nhưng mà khó. Tiền hết rồi. Còn tận 3 con nữa cơ. Tôi nghĩ là cái con Sailing Assassin này nó sẽ không lên được 3 sao đâu. Thôi. Cũng chả cần. Cái này nó gọi là quá mạnh là gì nữa. Anh em cũng có thể thấy là đối thủ gần như là bất lực. Không làm gì được con Sailing của tôi hết. Rồi làm sao? Ui. Nó như assassin luôn nhá. Nó như là kẹp với 9 xin luôn ấy. Bay xuống một phát. Nó quạt cho một cái bay màu luôn cái con Grim. Anh em có nhìn thấy quả đấy không? Thậm chí là không cần phải chạm đến cái nhát thứ hai nhá. Rồi. Vẫn còn dẫy được. Thằng này vẫn dẫy được. 13 máu. Thậm chí là còn không phải quạt đến cái phát thứ hai thì đối thủ đã bay màu rồi. Ở đây là chơi với 6 Shaman nhưng mà 6 Shaman còn không kịp hóa luôn. Căng thật sự. Tức là bây giờ cái bộ môn này là một con là solo hết đấy hả? Không cần phải quân luôn. Căng nhỉ. Đồ Kira vào cho Sailing mà mạnh thế. Doom à? Doom thì cũng chỉ 3 phát thôi anh em ạ. Con Doom thì cũng 3 vẩy là bay màu. Trời ơi, round này thì chắc chắn là nó là rất nhiều ở đây. 2, 30 máu. Ui, vỡ đáy. Không, tôi nhìn nhầm. 30 hay là 20 nhỉ? 20. Chắc là mình hoa mắt thôi. Không thể là 30 được. 20 đấy anh em ạ. Ok, nhưng mà rất là khỏe đấy. Kinh khủng thật. Nhưng mà chắc là phải test thêm. Rồi cũng chưa dám chắc được là cầm cái Takira này nó phù hợp với cái bộ này không? Phải test thêm anh em ạ. Tôi nghĩ vẫn là cái bộ Insectoid vẫn phù hợp hơn nếu mà có sự thay đổi.
Rồi anh em thứ hai để lại tôi một like nhé. Anh em chưa đăng ký thì hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lựa chọn thời gian, anh em có thể chọn cái bên trái, một trong những cái line up mà không thấy ai chơi, mặc dù nó cũng rất là mạnh, Greater, không hiểu tại sao. Đấy, và anh em cũng có thể chọn clip bên phải, khi mà người ta nói là cái bộ gấu ấy, nó yếu đi, nhưng mà tôi thì không thấy như thế. Đó, anh em xem clip bên phải em sẽ thấy vẫn rất là mạnh. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.